tại Việt Nam Auto Show 2018. Xin hãy dành một tràng pháo tay cho những nỗ lực của chúng tôi và cả những người mẫu xinh đẹp trong các trang phục của nhà thiết kế Lâm Giang Nam. Xin cảm ơn các bạn và xin được cảm ơn tất cả quý vị khách quý đã có mặt rất đông đảo tại gian hàng của Mercedes-Benz tại triển lãm ô tô Việt Nam năm nay. Thưa quý vị, không để cho quý vị phải thất vọng thì chúng tôi đã mang tới triển lãm ô tô năm nay một bộ sưu tập 14 mẫu xe của Mercedes-Benz, từ những mẫu xe chủ lực của chúng tôi tại thị trường Việt Nam như là C-Class, E-Class, S-Class, mẫu xe địa hình GLC cho đến những mẫu xe thể thao có phong cách thiết kế coupe rất lôi cuốn và cả những mẫu xe hiệu năng cao AMG. Dĩ nhiên không thể thiếu những mẫu xe có thể nói là vô cùng cao cấp Mercedes-Maybach. Chúng tôi mang tới những món quà cho các vị khách vào gian hàng của Mercedes-Benz năm nay. Đó là những cải tiến cho những mẫu xe của chúng tôi và cả những chương trình bán hàng và chương trình tài chính rất hấp dẫn. Hãy cùng điểm qua những điểm nâng cấp. Đầu tiên với C-Class thì cả 3 dòng của C-Class đều có động cơ 9 cấp Nitrotronic. C200 sẽ có một bộ loa Bermester. C250 có hệ thống camera 360 độ và C300 có mâm xe thể thao đa chấu 19 inch. Và C-Class luôn luôn là cánh cửa dễ dàng nhất để quý vị mở ra trở thành những người sở hữu những chiếc Mercedes-Benz với mức giá thấp nhất từ 1.489.000.000 đồng. Nhưng không những thế, chúng tôi còn có những chương trình bán hàng hấp dẫn, một chút nữa sẽ giới thiệu tới quý vị. Ở E-Class thì E200 được trang bị mâm xe thể thao 17 inch với 10 chấu 2 bổng tự phản, và nội thất bên trong của chiếc xe này có ốp gỗ tần bì vân nổi màu nâu. E250 có nội thất ốp gỗ tần bì vân nổi màu đen. Cả E200 và E250 đều được trang bị màn hình đa phương tiện giải trí HD 12.3 inch với giao diện tiếng Việt để quý vị có thể dễ dàng tương tác. Với dòng xe địa hình thì Mercedes-Benz rất tự hào khi mới chỉ ra mắt 2 năm thì GLC đã đạt doanh số là 5.000 chiếc, có thể nói là kỷ lục ở trong phân khúc này. GLC 200 là mẫu xe mới nhất của chúng tôi đang được rất nhiều quý vị quan tâm bởi mức giá khá là dễ chịu của nó. Và đến tới triển lãm năm nay thì dòng xe địa hình của chúng tôi có đầy đủ các phiên bản, đó là Formatic và Formatic Coupe. Xin được giới thiệu tới quý vị tiếp theo là mẫu xe mà chúng tôi rất tự hào khi có thể coi đó là Verdette của những mẫu xe ngày hôm nay. Đó chính là S450 Formatic Coupe với lối thiết kế là Central Purity, có nghĩa là sự thuần khiết gợi cảm. Thì mẫu xe này nó được trang bị tới 94 viên pha lê ở các cụm đèn báo rẽ, cụm đèn LED, và viên pha lê thứ 95 nằm ở trong bảng điều khiển. Không những vậy, tất cả những công nghệ về lái xe, về vận hành và về an toàn mới nhất của Mercedes-Benz đều được trang bị cho mẫu xe có mức giá là 6.169.000.000 đồng. Đối với những quý vị không có quá nhiều tiền nhưng muốn sở hữu những chiếc xe Mercedes-Benz thì chúng tôi có những chiếc xe đã qua sử dụng được Mercedes-Benz chứng nhận an toàn và đảm bảo chất lượng đang nằm chờ quý vị ở phía sau của gian hàng chính của chúng tôi. Còn chờ gì nữa? Xin chúc quý vị có một khoảng thời gian khám phá, trải nghiệm và đưa ra những quyết định thật tuyệt vời trong buổi chiều ngày hôm nay để sở hữu một chiếc Mercedes-Benz. Xin mời quý vị cùng khám phá gian hàng của chúng tôi. Rồi vô thôi. Khoan con. Rồi vô đi. Ba quẹt là nhảy xe của ta đó biết không? Không. Bây giờ.
kia lấy vé. 2:02 mà. Chỉ còn 5 phút tới bên đây nè. 5 phút tới lịch sịch á. Để tay về tới chừng tới ông nội.